Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thì hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng, thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận quốc tế. Tại Hà Nội thì công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành trong không khí vô cùng nhộn nhịp. Đặc biệt là ở các cửa hàng kinh doanh đồ ăn, thức uống nổi tiếng, chủ quán đều bày tỏ hy vọng được đón tiếp hai vị lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tới thưởng thức phong vị Hà Thành chỗ họ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Reuters. Tại quán Phở Thìn ở Lò Đúc, không khí tấp nập, khẩn trương vẫn diễn ra cũng như bao ngày khác. Những bát phở nghi ngút khói với nền trắng của sợi phở, màu nâu của thịt bò, điểm xuyết những cọng hành lá xanh hài hòa, đẹp mắt, lần lượt được bàn tay thoăn thoắt của ông Nguyễn Trọng Thìn, chủ quán phở chuẩn bị để phục vụ những thực khách, dẫu là quen hay mới, đều đang nôn nóng được thưởng thức thứ quà đậm vị Hà Thành này. Vậy nhưng đối với ông Thìn, chủ quán phở đã ngót nghét 40 năm tuổi này, hai thực khách mà ông đang mong chờ được tiếp đón nhất lại là Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nếu đợt tới này mà có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong Un, mà nếu có cái nhã ý đến ăn phở, tôi cũng xin được chân thành cảm ơn hai ông trước và cũng lấy làm rất là tự hào và vinh dự được những người đứng đầu cái nước trên thế giới nghĩ đến bề và nghĩ đến người Việt Nam, thì tôi là một trong số người Việt Nam tôi rất tự hào. Tự hào cũng là cảm giác của ông Nguyễn Văn Đạo, chủ quán cà phê Giảng ở Nguyễn Hữu Huân, khi nghĩ đến cơ hội được đón tiếp hai vị nguyên thủ quốc gia Mỹ, Triều. Cà phê Giảng từ lâu vẫn nức tiếng, không chỉ với người dân địa phương mà còn với du khách thập phương nhờ món cà phê trứng béo ngậy, đậm đà. Theo ông Đạo, món cà phê trứng của quán ông có thể coi là một biểu tượng về hòa bình bởi đây là một trong những thức uống độc đáo nhất của Hà Nội, từng được quảng bá rộng rãi nhờ bạn bè quốc tế. Nếu Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim mà đến cái quán Ba Chín Ngũ Hân này để thưởng thức cái món cà phê trứng này thì tôi cảm thấy rất vinh dự và rất muốn được tiếp hai vị này. Trong khi đó, quán rượu vang Tannin tại Hà Nội lại cho ra mắt món đồ uống độc đáo mang tên Peace Negotiations nhân dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai. Đây là một cách chơi chữ kết hợp được cả ý nghĩa của món đồ uống là về đàm phán hòa bình và tên gọi của loại cocktail Negroni nổi tiếng. Theo chia sẻ của chủ quán Tannin, anh đã chọn rượu soju thay cho gin như thông thường bởi soju khiến anh liên tưởng tới Triều Tiên. Còn rượu đắng Angostura được dùng để tăng thêm chút hương vị cho đồ uống, thể hiện cảm nhận của anh về Tổng thống Mỹ Donald Trump.